Còn mình giờ vẫn thích bơi một mình. Còn mình càng lớn càng ngoan và rất xinh. Nhìn con tôi ngỡ như thấy thiên thần, từ đóa hoa tỏa hương ngoài sân. Đằng nào con mình nó cũng nghĩ nó là tôm hùm rồi. Bây giờ chỉ còn cách đưa nó vào đấy thôi. Vào đấy có một mình nó, nó cô đơn, tội nghiệp lắm. Thì anh cũng đau lòng lắm. Thế nhưng mà biết làm sao được. Thôi, mình cứ đi chuẩn bị đồ cho con đi. Ta đưa nó vào luôn. Sớm lúc nào hay lúc đấy. Sao em nó bị thế này mà cô chú không đưa đến viện tâm thần lại đưa đến đây ạ? Không phải là tâm thần. Chả là em nó ấy, yêu tôm hùm từ bé. Cho nên là lớn lên nó cứ nghĩ nó là tôm hùm từ lúc nào không biết. Cũng chính vì là nó cứ tưởng nó là tôm hùm, cho nên chả còn cách nào khác. Cô chú đành đưa em nó thẳng đến nhà hàng tôm hùm này đấy. À vâng, nếu thế thì cô chú cứ để em nó ở đây. Cháu nghĩ là tôm nhà cháu cũng không phiền đâu ạ. Này, cậu không được làm thịt nó đâu ấy nhá. Vâng, bây giờ cháu bảo anh em ra dọn chỗ cho em nó luôn. Em ơi, tôm hùm loài lớn đó, bắt xong vẫn đang còn tươi. Mắt nó ngước lên ngắm em mộng mơ. Anh ơi, tôm hùm thật quyến rũ, tròn kiếp yêu tôm mà thôi. Anh sẽ dùng dao rồi ta chọc tia thu, xong cắn đôi ra lấy sạch chân nhờn. Và mùi thì đã bấm thật nguyên, lửa bập bùng bơ thơm đặc mũi, rồi nhẹ nhàng cho tôm vào nướng, mấy phút nữa ta ăn là ngon. Đồ dã man! Tại sao anh có thể giết hại tôm hùm của tôi như thế? Anh có biết là bao nhiêu lâu nay tôi yêu quý tôm hùm như thế nào không? Cho cả lời.
yêu tôm hùm là rất tốt, nhưng để ăn thì ngon hơn.